Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Kha Lê Lê. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái bài thuốc trị được bệnh ung thư nè. Những cái người bị ung thư bao tử nè, ung thư gan nè, ung thư tụy nè, ung thư buồng trứng nè. Đó, rồi ung thư đại tràng nè, rồi vòm họng, tất cả những cái bệnh ung thư. Khi mà mình sử dụng cái cây thuốc này á là nó sẽ trị được hết bệnh ha. Đó, ngoài ra thì những người bị bệnh như là bị bệnh tim nè, suy tim nè, hở van tim nè, rồi bệnh viêm gan nè, bệnh đa bao tử nè, viêm loét bao tử nè, rồi bị bệnh virus bao tử nè, đó. Rồi bệnh phổi nè, đó. Rồi tất cả các bệnh, nhiều bệnh lắm. Đó. Thì mình đặc biệt nữa là thêm một cái bệnh đó là tiểu đường ha. Thì cái cây này nó trị được rất là hay. Thì mọi người nhìn thấy rồi đó. Hồi nãy giờ là mình đã đi ra ngoài vườn, rồi mình đi tìm nhiều nơi lắm, thì có được một cái đống cây thuốc. Cây này người ta gọi là cây đuôi chuột. Có nhiều người gọi đây chính là cái cây mạch lạc ha. Thì mình vui quá, cho nên là mình phải chia sẻ ngay cho mọi người biết là mình đã tìm được cái cây đuôi chuột này rồi. Thì cái cây này thực sự là mình đã biết lâu rồi, nhưng mà mình thì mình không có tìm cái cây này thôi. Tại vì ở nhà mình thì cũng không có bị bệnh này. Nhưng mà khoảng tuần trước thì có một cô ở ngoài thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Cô có điện, cô cầu cứu mình. Cô nói là cô bị tiểu đường nặng lắm, cô bị bệnh này lâu lắm rồi mà không có thuốc điều trị được. Cho nên là cô đã nhờ mình là kiếm cái cây này giùm cho cô. Thì cô có nói là cô đưa tiền cho mình, nhưng mà mình nói thôi, để cái này để con hỗ trợ cho cô miễn phí, cô gửi ra ngoài. Rồi cô nhận thuốc thì cô đưa tiền mua điện thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính là cái cây đuôi chuột là cây như thế này đây. Đây nè, mọi người nhìn thấy không? Đây, xung quanh đây nè. Đó. Tại sao người ta gọi là cây đuôi chuột? Tại vì cái bông của nó đi lên nè, giống như cái đuôi chuột vậy đó mọi người. Nó y chang như đuôi chuột luôn. Và khi mà cái nhánh hoa này á, đó, cái bông này nó lên á, thì nó sẽ có những cái cánh hoa màu tím. Đó, để mình coi thử ở đây còn hay không. Đây nè mọi người, đây màu tím nè. Hồi nãy mình bẻ thì nó còn màu tím, nhưng mà bây giờ nó héo héo rồi, cho nên là mình không thấy rõ, nhưng vẫn còn màu tím nè. Đó. Thì cái đặc điểm nhận dạng của cây đuôi chuột là như thế này. Đây. Cái lá cây đuôi chuột ha. Là ở trên màu xanh, ở dưới thì cái màu xanh hơi nhạt. Đó. Ở mé viền thì có răng cưa nè. Đây, răng cưa như thế này này, xung quanh lá luôn. Đó, răng cưa. Đó, thì mình bị bệnh á, thì mình có thể sử dụng cái cây đuôi chuột như thế này. Là mình dùng cái lá nè ha. Cái lá này đàn ông thì một ngày là mình dùng 7 lá, còn phụ nữ một ngày là 9 lá. Vào mỗi buổi sáng mình chưa có ăn gì hết ha, là mình dùng lá này nè. Đàn ông là 7 lá, đàn bà là 9 lá. Mình lấy, mình nhai vào trong miệng ha. Thì bây giờ mình lấy, mình nhai cho mọi người coi thử nè. Đây, cái lá như thế này nè ha. Bắt đầu mình ngắt. Đó, mình ngắt nè, mình đưa vô miệng nè. Đó. Đó. Khi giờ mình nhai á, mình nhai là mình nhớ là mình nhai từ từ thôi, mình nhai thật là chậm. Rồi mình cảm nhận cái vị thuốc nó ra từ từ. Khi mà nó ra từ từ thì mình sẽ cảm thấy là cái miệng của mình nó hơi ngọt ngọt, nó có cái vị nó chát chát hơi, và nó cũng thơm thơm. Đó. Nó đắng một tí nhẹ thôi, mình dễ nuốt lắm. Sau đó mình nhai chậm rãi, rồi cái mình nuốt vô từ từ. Đó, mình nuốt như vậy đó. Mọi người có thể nhai từng lá từng lá. Đàn ông thì 7 lá, đàn bà 9 lá ha. Nhai xong rồi sau đó khoảng 30 phút sau là mình có thể ăn cơm hay là ăn sáng bình thường được rồi. Còn đối với những người bị ung thư, hồi nãy mình nói là ung thư dạ dày à, bao tử nè, rồi ung thư gan nè, rồi ung thư tụy nè, thì tất cả các bệnh ung thư, buồng trứng rồi nữa, thì mình có thể dùng cái lá này ha. Đàn ông là buổi sáng là mình dùng là 7 lá, đàn bà thì 9 lá. Mình nhai cái này, với lại mình nhai kết hợp với cái cây đó là cây thạch anh. Mọi người không biết thì mọi người có thể lên mạng gõ trên Google là tìm cái cây thạch anh ha. Mình nhai cây thạch anh, mình ngắt cái lá thạch anh thôi, nhớ chỉ cái lá thôi ha. Mình nhai mình chỉ nhai một miếng nhỏ thôi, tại vì cây thạch anh nếu như mình nhai nhiều nó sẽ dễ bị phỏng cái miệng của mình, nhỏ thôi. Mình nhai kết hợp với cái cây đuôi chuột này nè.
À, mình nhai trong vòng khoảng chừng 10 ngày đi, cái mình đi khám lại coi nó khỏe chưa. Nhưng mà thường thường những người bị ung thư á, người ta nhai cái cây đùi chuột này với lại cái cây thạch anh thì một thời gian thôi thì người ta sẽ cảm nhận được cái sức khỏe của mình đó, nó sẽ hồi phục lại từ từ. Và mình cũng nói với mọi người luôn ha, cái cây này á là nó mọc ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long nè, ở quê rất là nhiều nè. Ngoài ra thì nó còn mọc ở tại ở một số vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi Đông Nam Bộ á, miền Nam mọc cây này rất là nhiều và nó mọc hoang ở ngoài đồng. Nhiều người ta không biết thì người ta cứ xem nó bình thường thôi, nhưng mà nó thực sự là cây thần dược đó mọi người. Thì mọi người khi mà sử dụng xong thì mọi người nhớ nha, cái hoa này nè, cái hoa đuôi chuột nè, nó với lại cái cọng này nè, mình lấy mình nấu nước mình uống, một ngày khoảng 200 gram thôi. Mình đổ vào khoảng 2 lít nước đi, mình đun sôi khoảng 30 phút rồi mình chắc ra. Chắc ra mình uống từ sáng cho đến chiều tối, uống thay nước lạnh, uống trong vòng khoảng từ 1 cho đến 3 tháng là được rồi. Đó. Thì tất cả những người bị bệnh như là bị tim nè, bao tử, gan nè, viêm gan CVB, AC rồi đó. Rồi bị xơ gan cụ trướng nè, bị viêm quýt bao tử nè, bị viêm bao tử nè, bệnh tiểu đường nè, bị hở van tim rồi nè. Thì mình có thể dùng cái bông này với lại cái thân này ha. Đó, mình lấy khoảng 200 gram, mình đổ vô khoảng 2 lít nước, mình nấu sôi khoảng một ngày 30 phút thôi, rồi mình chắc ra uống từ sáng đến chiều. Đó. Còn hồi nãy mình nói rồi, cái lá thì mình cứ mỗi một ngày đàn ông á là 7 lá, đàn bà 9 lá nha. Đó. Còn nếu như ai mà bị ung thư á, thì mình kết hợp á, nhai á, là 9 lá đàn bà đuôi chuột với lại thêm khoảng chừng nửa cái lá của cây thạch anh thôi. Đàn ông á, thì 7 lá với lại nửa lá cây thạch anh để mà trị ung thư ha. Tất cả các bệnh ung thư luôn. Mình ăn, mình nhai trong vòng khoảng 10 ngày thôi. Mình để vô miệng mình nhai cái bắt đầu cho nước ra từ từ, mình uống nước ra vô. Rồi sau đó là mình có thể á, là mình nhai luôn cái bã, mình nuốt cái bã luôn ha. Đó, là như vậy. Thì mọi người nếu như mà cái cây này á, nếu như mọi người không có thì mọi người có thể comment ở dưới, bình luận ở dưới đi. Rồi mọi người để địa chỉ, số điện thoại mọi người gì đó. Rồi sau đó thì mình kiếm ở đây cho, ở đây cũng nhiều lắm. Rồi sau đó thì mình sẽ gửi miễn phí cho mọi người. Đó, mình gửi bưu điện. Rồi ra tới ngoài mọi người nhận mình, mọi người thôi, chỉ đưa tiền bưu điện vài chục ngàn thôi. Còn thuốc là mình miễn phí cho ha. Mọi người nhớ bình luận ở bên dưới để mình biết được mọi người có bị bệnh đó, thì mình sẽ gửi miễn phí cho ha. Đó. Rồi mọi người nếu như mà có ai mà có cái cây này thì cũng bình luận ở dưới để cho nhiều người ta biết, để mà người ta tới người ta xin mình hỗ trợ cho người ta đi mọi người. Cứu một mạng người giống như là xây 7 tầng tháp mà ha. Đó. Thì cái cây đuôi chuột đó thì bây giờ mình sẽ dở lên cho mọi người coi cụ thể về cái thân cây ha. Đây, thân cây như thế này đây mọi người nè. Cái thân cây sau khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm là cái cây nó sẽ bự như thế này đây, màu vàng ha. Nó màu vàng thì cây thường nó mọc trên đất, thường nó ngã gì đây nè, nó ngã thì rễ nó sẽ phóng phóng dưới đây, và khi mà rễ nó phóng xuống á, thì nó sẽ phát triển đều 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 luôn. Rễ phóng dưới đây nè, phóng rễ phóng tới đâu thì cây sẽ phát triển tới đó. Đó thì mọi người ơi, cái cây này nè, khi mà mình sử dụng xong phải không, mình lấy cái thân già này nè với cái rễ mình ghim xuống đất, thì trong vòng khoảng 10 ngày thôi, mọi người nhớ tưới nước ha, trong vòng 10 ngày nó sẽ phát triển lên, và sau đó thì mình sẽ có được cái cây đuôi chuột, cây thạch anh sử dụng lâu dài, mình không cần phải đi mua hay là đi xin gì ai hết. Đó, mọi người chịu khó trồng cái này ha. Đó thì cái này thì hôm nay mình kiếm được bao nhiêu đây, mình vui quá cho nên là mình chia sẻ cho mọi người luôn. Đó, mọi người ơi, nếu như mọi người thấy cái bài thuốc này nó hiệu quả thì mọi người nhớ chia sẻ ha, để cho nhiều người bị bệnh để tìm cái thuốc này để uống. Đó. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi video của mình, quay nãy giờ cũng gần 10 phút rồi. Và mình xin nhắc lại, video này là mình được quay từ cái kênh YouTube Kha Lê Lê ha. Mọi cái sự chia sẻ và review lại đều là trái phép. Cho nên nếu như mọi người chia sẻ thì chia sẻ trực tiếp trên YouTube của mình luôn. Rồi, bây giờ xin cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng nghe. Và mọi người ơi, nhớ nha, cây này là cây đuôi chuột, hay có còn gọi tên khác là cây mạch lạc. Đó. Rồi mọi người nếu như có ai bị bệnh đó, mình xin nhắc lại là ung thư nè, tất cả bệnh ung thư, gan, bao tử, dạ dày, rồi tụy, rồi phổi, rồi tim hay là các bệnh khác,
đó. Nếu như ai cần thì cứ bình luận ở bên dưới, rồi mình sẽ gửi những cái cây thuốc này tới tận nhà cho mọi người. Rồi thì bây giờ mình xin được phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Tạm biệt mọi người.